quạt đề thơ ơi, quạt đề thơ. Trung lên mà đình ta sắp mi non thần nặng, thấy nhà quan hoàng thập ngài đang du xuân ở trên đi ngàn. Các con vào làm mời giúp quan hoàng người
trăng chứ bằng nơi thành nội sinh quan văn võ ai qua yêu nước ngà thương dân chứ quyết bảo vệ sơn nê hà mà cho dân no ấm được nhà được bình đền quang an hoàng mười chữ mùi mặt thời ba năm có mặt mà gần đã cay thì chỉ thằng con cay quan hoàng mười thương cho mà tân nặng nghĩa dây mà dù xa xôi từ trong xứ nghệ hoàng cũng vô đầy để ngự đông tiếng quan hoang mười đã lật liệt ngàn xưa đã bao lần hoàng vung gươm mà cưỡi ngựa đề cơ ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam.
nắng. Nghe tiếng chùa vang, con thấy bóng quang hoàng lắng ra nơi cung vàng, mặc áo tràng gầm theo hoàng hoa, tay tiên viết câu thơ thần gầm bát nga bước chân xa. Ngày ngày lên lầu hai nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dâng lên khúc năm cùng dòng ngân lưu lỗ oanh vàng, để lòng mang xiết bao niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng con liền yêu đây với. Vui qua đi thôi, hát ca tưng bừng nơi nơi. Đến là thiên cảnh đẹp hoa tươi, mấy trời cũng mừng trôi đón quan hoa về ngựa. Hồng soi bóng dòng làm tiếng chim ca hòa trong gió có âu rộn ràng. Về Nghệ An thắp một tấm nhang, nghe danh thương ma quan hoàng vàng, xin cúi đầu thắp một tuần nhang. Quan hoàng đường lối dắt tay từng ngày, đời gian nan khó nhọc cứu mang, tiêu nhân tâm mà quan hoàn hoàng bàn, nước bóng hoàng sẽ được bình an. Tiệc vui về bụt về sớm, đồ cho thanh đồng mà còn trong nhà nức tươi màu hồng, để từ con câu mong mà đường tình bái vật tiên tình, lầm lỗi điều chi xin đông mà hóa phép thần thông, xa cho chúng thần bắt chân nặng cắn cao xuống. Dù đường xa cách anh chờ, nhưng không mang gió mưa đêm ngày. Từ về đây đông mà sang bóng quỷ quan hoang ngất ấy, sau trước gần xa cứ xem mai hữu xuyên hoàng thường. Đông thương cho thanh đồng ngày ngày, câu ngân sang xuyên
ông độ cho thánh thì đồng vinh vinh hoa. Ba thương cho phúc phúc đằng đằng xa xa, bốn á thương ông độ cho vinh vinh hoa đời đời, cho vinh hoa đời đời. Tâm thương cho buôn buôn bán có lời, sau thương ông độ cho đời đời được hiền vinh. Bảy thương cho trí tuệ thông ngã mình, tam thương ông độ cho khang ninh nghi cửa nhà, cho khang ninh nghi cửa sí.
xích để giúp ông mời về bên Nghệ An. Thánh gia